Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Còn có 2 ngày nữa là kết thúc một năm mới. Thì mình hôm nay sẽ làm một cái video sẽ thử thách uống hết một thùng sữa của bên Mộc Châu này nhé các bạn. Đây là một thùng sữa Mộc Châu. Một dây của nó sẽ là 6 hộp. Và ở đây nó có 2 4 6 có 7 7 dây nha các bạn. 7 dây nhân cho 16 76 42. Ở đây đúng. 7 4 5 7 4 Tự dưng quên ta. 7 4 28 à? 28 có 28 rồi. À, 76 chứ, 7642. 771 7724 31 428. Mà thùng này ít hơn đấy à? Nó có 7 dây. 88648 ở nó cũng bằng cái thùng kia cũng 48 hộp chứ. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là ngày 30 à? Là ngày cuối cùng đúng nhỉ? Cuối cùng của năm 2021 à? Mình sẽ làm một cái video thử thách bản thân uống uống hết một thùng sữa Mộc Châu này nha các bạn. Đây là một thùng sữa Mộc Châu 110 ml. Đấy. Cũng chia sẻ thật là đây là thùng sữa cũng còn có 1 tháng là hết hạn nha các bạn. Thì mình vừa bán hàng vì cái mặt hàng này nó hơi chậm so với các cái sản phẩm khác, nên là hiện tại cửa hàng mình không nhập cái mặt hàng sữa này nữa, nên là bên nhà phân phối với bên bán hàng họ không không vào chăm sóc nữa, nên là không mình cũng không để đổi đát hay là đổi sang các mặt hàng khác nữa, vì bên bên này cũng rất là chậm trong cái vấn đề đổi đát hoặc là luân chuyển hàng cho mình nhé. Vừa hàng vừa chậm mà phục vụ nó cũng không được chu đáo, nên là mình quyết định là không nhập cái mặt hàng sữa Mộc Châu này để bán ra thị trường nữa. Không biết ở khu vực các bạn thì cái mặt hàng này có bán chạy hay không, nhưng mà ở khu vực mình thì cũng rất là chậm nha các bạn. Có tháng thì không bán được ra một giây nào luôn, nên là vì nó quá chậm nên là mình đã quyết định sẽ tạm dừng không không nhập cái mặt hàng này nữa, để dành cái số tiền đấy để mình nhập các cái mặt hàng bán chạy trên thị trường như TH, Vinamilk, sữa Cool và một số cái loại sữa khác. Vì thường thường sữa nó sẽ có thời hạn là 6 tháng thôi, mà khi mà về đến cửa hàng của mình thì cũng đã mất một đến đến nửa tháng rồi, mất 15 ngày rồi. Thì đấy là sớm nhất nha các bạn, chậm sớm nhất thì cũng đã 15 ngày. Còn ví dụ như các cái nhà phân phối mà các cái dòng này nó chậm á, thì nhiều khi họ mang cho mình các cái sữa mà đến tận cả đến 1 tháng đến 1,5 tháng rồi. Nên là khi mà mình bán chậm nữa thì khi đến tay người dân, người tiêu dùng thì cái đạt hạn của họ nó rất là gần. Nên là mình không có lợi nhuận cao, nên là mình đã sẽ không không nhập hàng này nữa. Thì hôm nay còn một thùng cuối cùng thì mình cũng sẽ làm một cái video này, gọi là cũng như là vừa giải quyết cái hạn đắt của cái mặt hàng sữa này, vì sữa này nó khi mà nó còn có 1 tháng thì rất là khó bán nha các bạn. Trên thị trường mà các cái mặt hàng sữa mà còn khoảng 15 đến 20 ngày thì rất là khó bán.
nên là khi cái đấy các cái mặt hàng đấy thường thì mình sẽ bán phải bán lỗ đấy, bán lỗ đi để đẩy đẩy các cái mặt hàng này đi đi khỏi bị phải gọi là phải bỏ. Vì thường bây giờ cái mặt hàng Mộc Châu này họ không có luân chuyển đát cho mình nữa, vì do nhà phân phối là thứ nhất và do nhân viên nữa. Họ đi bán hàng nhưng mà họ chỉ ghi đơn thôi, còn cái trách nhiệm của họ khi mà họ bán xong hàng cho mình là họ không có nữa, nên là mình sẽ cắt cắt bớt những cái mà không không cần thiết nha các bạn. Hôm nay mình sẽ bỏ tất cả cái sữa này vào một cái ca này mình sẽ uống, vì sữa này sẽ giúp mình tăng cân nên là mình cũng không ngại cái vấn đề uống sữa đâu các bạn. Bây giờ cùng mình đi cắt sữa để bỏ vào ca nhé các bạn. Vì cái này đắt ra là đến 15 tháng tháng 1. Đấy. 15 tháng 1 là còn có 15 ngày này thôi. Nên là rất không không bán được ra thị trường nữa. Vì cửa hàng của mình cái nào sữa với các đồ mà liên quan đến hạn đắt gần quá là mình sẽ không bán cho khách hàng nữa, mà mình có thể cái nào mà được bảo hành thì mình bảo hành, còn không là mình cũng sử dụng được thì bao nhiêu mình sử dụng, còn không là mình bỏ nhé các bạn. Không thể vì một chút cái lợi nhuận trước mắt mà còn mất đi một lượng khách hàng ổn định nha các bạn. Vì một thùng sữa này cũng chỉ có 1 đến 200 nghìn thôi. Không đến 200 nghìn nha các bạn. Chỉ có 170 thôi. Cũng như mình bỏ ra một số tiền để mình đi ăn thôi các bạn. Các bạn không nên để các cái mặt hàng nó quá lâu nha các bạn. Cái nào các bạn kiểm soát được thì nên nên để càng sớm càng tốt. Mình sẽ bỏ vào đây uống cho nó nhanh. Sữa Mộc Châu hiện tại bây giờ trên thị trường đang bị mất dần dần thị trường sữa nha các bạn, nên là theo như mình gọi là hỏi thăm từ các cái nhà phân phối, các cái anh chị mà đi ghi đơn ấy, thì các khu vực khác cũng vậy, các cái mặt hàng về sữa Mộc Châu hiện tại bây giờ cũng rất là chậm. Nhiều nơi còn không không bán được nổi các bạn. Vì cái chính sách bảo hành hoặc là chính sách bán hàng của họ dần dần nó kém. Nhưng người tiêu dùng bây giờ họ sử dụng những cái nguồn hàng sữa mà có cái chương các cái chương trình ưu đãi nó cao mà sữa lại chất lượng. Mình nghĩ là khoảng 2k này đấy các bạn.
buôn bán lời lãi nó không có nhiều khi mà các bạn mà dính vào một hai thùng này. Đấy các bạn biết không, một thùng này mình bán ra chỉ lãi được 5.000, nhưng khi mà hết đã thì mình có thể mất cả đến cả 100.000 đấy các bạn. Nên là các bạn không nên nên kiểm tra thị trường trước khi nhập các mặt hàng nha các bạn. Cái mặt hàng nào ở khu vực các bạn bán tốt thì các bạn nhập nhiều, còn không thì nhập cảm thấy mà không bán được thì có thể bỏ qua luôn. Vì khi cái mặt hàng đấy không bán được thì các bạn có cố thì nó cũng không thể ra được mà. Khi trong 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 dân họ không ưa, không chuộng thì các bạn có nhập về thì nó cũng cứ nằm ở trên kệ thôi. Nó không ra được ngoài thị trường đâu. Đây là cách xử lý đáp nó bất đắc dĩ nha các bạn. Các bạn không nên làm theo. Cách tốt nhất là các bạn còn khoảng một tháng thì các bạn nên bán gọi là bán rẻ đi để thu hồi vốn lại thôi. Hôm nay mình gọi là làm một cái video để cho các bạn thấy cái ngành nghề buôn bán này nó khó khăn như thế nào. Có rất nhiều cửa hàng các cái hạng cận đát với hết đát, họ họ có thể đến cả vài thùng ấy các bạn. Nhiều khi nhân viên cùng cái hàng đấy, cùng cái hãng đấy, họ đến họ than với cửa hàng mình. Các một vài các cái cửa hàng họ để đang còn chưa giải quyết, gọi là đến 5-6 thùng. 5-6 thùng đát luôn đấy các bạn, chứ không phải là 1 đến 2 giây hoặc là 1 đến vài giây như mình đâu. Ok. Mình sẽ uống hết một ca này và còn lại một ca nữa thì tí mình sẽ bỏ vào mình uống tiếp nha các bạn. Mời các bạn cùng uống sữa với mình, uống bằng ca này cho nó chất lượng. Mình nghĩ tối nay sẽ phải dậy đi vệ sinh nhiều đấy. Mời các bạn nha. Đây sữa đấy còn rất là vẫn đang còn thơm ngon lắm các bạn. Thì thường khi nhà sản xuất mà sản xuất ra thì khi mà hàng hết đát nhưng thì gọi là cận ngày luôn đấy thì mình sử dụng luôn thì không việc gì. Chứ các bạn đừng để quá, đừng nên uống sau cái ngày mà họ ghi trên trên bao bì nha các bạn. Có thể uống trước được trong vòng 1 đến nửa tháng đến 1 tháng. Các bạn mà uống sau ấy thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Vì khi mà họ sản xuất thì họ cũng đã nghiên cứu và trong quá trình nghiên cứu họ đã theo dõi xem là khoảng thời gian nào thì cái chất lượng sữa nó sẽ bị hỏng nha các bạn. Thì họ đã kiểm tra và qua quá trình nghiên cứu thì họ mới đề ra được cái ngày ngày sản xuất và ngày và hạn sử dụng. Thì các bạn nên tuân thủ theo cái ngày đát của bên nhà sản xuất nha các bạn. Không nên uống sữa khi mà đã hết hạn. Hàng của mình đang là cận thôi nhé các bạn, không phải là hàng hết hạn nha các bạn. Thì khi mà sữa hết hạn mình sẽ không bán cho ai. Mình đã thề với bản thân là các cái hàng sữa liên quan đến sữa với đồ
bánh kẹo các thứ mình sẽ không bán. Cái món sữa này nó dễ dễ dùng hơn cái món kem các bạn. Hôm mình ăn kem xong là sang ngày hôm sau là giọng giọng của mình là bắt đầu nó có vấn đề luôn đấy các bạn. Nên là các bạn nên hạn chế ăn kem vào mùa đông nhé các bạn. Ăn thì ăn một hai cái thì ok, nhưng mà ăn đến số lượng khoảng 5-6 cái là không nên nhé các bạn. À, gần hết một ca rồi, mình sẽ rót thêm vào, mình sẽ uống hết một thùng luôn. Mình nghĩ là sẽ làm được thôi vì nó đơn giản mà, cũng như mình uống nước nước lọc thôi. Nó hơi quá so với quy định đấy, vì theo quy định là không nên uống một lúc nhiều nước, gọi là chia nhỏ, nhưng mà cũng ít khi mình uống nhiều lắm, nên là thôi hôm nay cho phép bản thân, gọi là cho phép bản thân quá chén nha các bạn. Một ca này mình không nhầm là khoảng gần 2 lít thì phải nhỉ? Lít rưỡi. Ca này là 1 lít rưỡi nha các bạn. Hôm nay mình sẽ uống tầm khoảng 3 lít nước. Uống sữa thì nó dễ hơn uống nước các bạn. Mình vừa vừa làm video về ăn uống, nhưng mình cũng vừa chia sẻ một chút các cái khó khăn hoặc là liên quan đến công việc kinh doanh cửa hàng tạp hóa nha các bạn. Nên là các bạn vừa xem vừa giải trí, vừa có thể tự các bạn rút cho mình các cái kinh nghiệm của mình từ bản thân mình nha các bạn. Khi các bạn bước chân vào cái ngành này thì không sớm hay muộn thôi, thì các bạn sẽ trải qua những cái vấn đề mà mình đã từng chia sẻ cho các bạn. Sớm hay muộn thôi, vì không ai là không không bị mắc. Cho dù các bạn có tài giỏi hay là có quản lý tốt như thế nào, nhưng mà khi mà đã bước chân vào cái công việc này thì chắc chắn các bạn cũng sẽ gặp gặp các cái khó khăn. Vậy là không ai có thể giỏi khi mà mới bắt đầu được, nên là các bạn cứ tự tin bước chân vào đây. Khi mà các bạn dám bước chân thì các bạn sẽ
sẽ có thành công thôi. Tiếp tục uống nha các bạn. Đấy. Quá đã luôn, uống thơm, không hiểu sao mà lại chậm được. Không, sữa nào bây giờ cũng như nhau cả mà các bạn. Nó gọi là bây giờ khách hàng họ trẻ em ấy, bây giờ trẻ em thường bây giờ phụ huynh thường hay chiều theo các cháu. Các cháu là thường các sữa nào mà có cái quà cáp hoặc là các cái vật phẩm mà học sinh con nít ấy, nó thích, thì khi mà con nít nó vừa uống nó vừa được đồ chơi các thứ thì nó sẽ bắt bố mẹ mua bằng được các cái loại sữa đấy cho nó uống để nó thu thập, nó kiếm cái đồ chơi. Bây giờ Kun đang thực hiện tốt các cái chương trình gọi là hướng đến các cháu, các trẻ em, các em bé, nên là bây giờ sản lượng của Kun cũng như Vinamilk đang đứng đầu thị trường nha các bạn. Bây giờ một vài hãng sữa cũng đang làm theo các cái chương trình của Kun, nhưng mà cũng chưa, mình cảm thấy là vẫn không 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 chưa đấu được lại với Kun và Vinamilk nha các bạn. Ngọt phết các bạn này. Ngà uống bia. Dạ dày của mình nó hơi bé. Mình cũng muốn ăn nhiều và uống nhiều, nhưng mà nhiều khi cố quá không 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 thể tải được hết các cái nguyên liệu mà mình chuẩn bị nha các bạn. Thì mình cũng chỉ làm video vừa chia sẻ và vừa gọi là vừa ăn uống để cho nó có lượt tương tác nó cao hơn thôi các bạn. Chứ thật ra mình không làm chuyên video về ăn uống, nên là có gì thì các bạn cũng thông cảm. Là mình nhiều khi mình bảo là thử thách ăn hết đấy, nhưng mà đôi khi cái dạ dày của mình nó cũng không thể tải được hết, nên là cũng không thể ăn hết được cái ước tính của mình từ đầu. Nên là có gì thì mong các bạn xem video thì có thể bỏ qua những cái mà mình làm nó chưa tới. Chủ yếu mình làm video này vừa làm vừa chia sẻ cho các anh chị em mới mở hoặc chuẩn bị mở, đang có ý định mở, để có thêm một chút cái kinh nghiệm hoặc là một chút cái sự lựa chọn để các anh chị ấy mở cho mình cái cửa hàng nó bớt khó khăn, nó bớt gặp những cái khó khăn trong cái công việc kinh doanh này thôi. Còn tất cả các cái video mà hướng dẫn chia sẻ thì mình đảm bảo là không có kênh nào chia sẻ những cái vấn đề nó nhỏ nhặt về cái vấn đề kinh doanh tạp hóa này như kênh của mình. Nên là các bạn cứ theo dõi và có thể đặt các cái câu hỏi ở dưới bên dưới phần bình luận. Mình sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cho dù câu hỏi đấy nó cái vấn đề nó bé hay nó lớn, hoặc là các bạn cần mình giải thích hoặc là chia sẻ những cái mà nó liên quan đến việc nhập hàng, vốn rồi buôn bán như thế nào, thì mình sẵn sàng, mình biết đến đâu mình sẽ chia sẻ cho các bạn đến đấy. Nên là các bạn cứ mạnh dạn bình luận, để lại bình luận ở bên dưới nha các bạn.
Chắc có lẽ mình cũng sẽ cố được hết cái ca này nữa thôi. No quá. Hôm nay còn 4 giây nữa. 4 giây này để sáng mai mình uống nữa là hết nha các bạn. Ngày mai nữa mình vừa ăn sáng mình uống nữa là hết đi chỗ này. Đó là mình uống hết một nửa thùng. Khá là nhiều đấy các bạn. Là tính ra là 10 một lít là 3 lít là hết 2 lít đấy. Sau gần một tuần ăn ăn khuya thì mình cũng đã có một chút cái thành quả, đấy là cũng tăng được thêm gần 2 cân rồi nha các bạn. Đấy là một chút cái thành quả sau tính ra là từ hôm mình làm video đến giờ về ăn đêm là 4 video rồi trong vòng gần một tuần thì mình đã có kết quả là tăng được gần 2 cân nha các bạn. Bây giờ cân của mình đang là 55 cân. Hôm trước mình trước khi mình bắt đầu làm video về ăn khuya thì là mình chỉ có 53 cân. 53 cân là đấy là lúc ăn no nhất rồi nha các bạn. Đó là khi mà mình đã ăn ăn vừa ăn xong mình lên cân là 53 cân. Nhưng mà bây giờ mình vừa vừa ăn cơm xong, ngồi bán hàng khoảng 2 tiếng mình mới sang nhà hàng xóm cân thì đã là 55 cân có dư. Đấy. Mình không ngờ là ăn đêm, ăn khuya mình lại có thể tăng được cân nhanh như vậy. Nên là các bạn nào mà muốn tăng cân hay là muốn cải thiện cân nặng thì nên ăn khuya và ăn sáng nhiều hơn nhé các bạn. Sẽ giúp cho các bạn tăng được kg. Đấy là mình chỉ cho các bạn tăng thôi nhé. Còn các bạn giảm thì mình không không chỉ được vì mình không 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 chuyên về giảm. Bây giờ mình chỉ có tăng thôi. Nó quá. Uống gần 3 lít nha. Gần 3 lít sữa này. Từ ngày mình làm video về cửa hàng kinh doanh tạp hóa thì tính ra cũng có đến 4 năm cũng giúp đỡ tư vấn cho được khoảng 5 6 anh chị và các bạn cũng đang đang chuẩn bị mở hoặc có người đã mở xong rồi, đã khai trương và đã buôn bán. Mình cũng đã chia sẻ cho các anh chị đấy để các anh chị đấy giảm bớt ở cái những cái khó khăn mà khi mới bước chân vào cái ngành kinh doanh tạp hóa này rồi nha các bạn. Nên là ai đang có ý định hoặc là đang tìm hiểu thì cứ để lại bình luận ở bên dưới. Biết đâu được mình sẽ hỗ trợ được một phần nào cái gánh nặng gọi là mới bắt đầu của các bạn. Nó quá. Chuyện này. Còn 1 lít nữa, còn 500 nữa. Nó quá.
Video này cũng khá là dài rồi. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ để lại cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé các bạn. Để ủng hộ mình có động lực để ra các video chia sẻ kinh nghiệm về buôn bán, về kinh nghiệm về cửa hàng tạp hóa nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Xin chào.